Hoàng Anh xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đến theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Kính thưa quý vị, trước thêm năm mới, xin kính chúc toàn thể quý vị và gia đình mọi điều tốt đẹp trong năm 2023, một năm nhiều hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Trong bản tin ngày 31 tháng 12 hôm nay, mời quý vị theo dõi những tin tức đáng chú ý sau đây. Cảnh báo thời tiết mưa lớn có thể gây lũ quét có hiệu lực đối với đại đô thị Toronto, Hamilton và phía nam Ontario. Bộ trưởng nhà ở cho biết Canada đang cần những người nhập cư lành nghề để giúp xây dựng nguồn cung nhà ở. Khuê Bắc đình chỉ các chương trình nhập cư doanh nhân và tự kinh doanh cho những người không nói tiếng Pháp. Thủ hiến tỉnh BC kế hoạch lớn cho năm mới bao gồm giữ giá cho thuê không tăng vọt. Giọng nói accent của người Canada được xếp hạng là một trong những giọng nói hay nhất thế giới. Đội tuyển bóng đá nam Canada được tạp chí Canada bình chọn là đội tuyển của năm. Cựu giáo hoàng Benedict qua đời ở tuổi 95. Thế giới đang sẵn sàng đón năm mới 2023. Giới chức Liên minh châu Âu cảnh báo các biến thể mới của SARS-CoV-2. Triều Tiên phóng tên lửa trong ngày cuối năm 2022. Việt Nam lọt vào top 20 nền ẩm thực tuyệt vời nhất thế giới xếp trên Thái Lan Những câu chuyện truyền cảm hứng giữa trận bão tuyết ở Mỹ Kẻ đột nhập đã cứu 20 người lạ giữa trận bão tuyết Lưu ý Việt Kiều về quê ăn Tết phải đăng ký tạm trú Cùng một số tin tức đáng chú ý khác Hoàng Anh rất vui cùng đồng hành với quý vị trong bản tin hôm nay rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của quý vị bằng cách nếu chưa đăng ký kênh, hãy nhấn subscribe để đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những thông tin nhanh nhất và mới nhất. Và quý vị đừng quên nhấn nút like, chia sẻ phản hồi và chia sẻ video. Rất cảm ơn quý vị và các bạn. Ngay sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết mở đầu với bản tin Canada. Cảnh báo lượng mưa lớn đang có hiệu lực đối với thành phố Toronto và phía nam Ontario có thể gây ra lũ quét thành phố Toronto đã đưa ra cảnh báo về lượng mưa lớn trong tối thứ Sáu đến suốt thứ Bảy. Một thông cáo báo chí của thành phố cho biết dự kiến lượng mưa từ 20 đến 35 mm khi các khu đất đang còn đóng băng nên khả năng hấp thụ nước mưa bị giảm xuống. Có những lúc mưa có thể trở nên nặng hạt ở một vài địa điểm. Thành phố cảnh báo rằng những trận mưa lớn có thể gây ra lũ quét và nước động trên đường. Cảnh báo cũng có hiệu lực với một số nơi ở khu vực phía nam Ontario bao gồm thành phố Mississauga, Brampton, Milton và Horton Hills. Dự kiến thời tiết mưa vào cuối tuần đêm giao thừa sẽ ấm ướt hơn một chút ở một số khu vực. Tuyên bố thời tiết đặc biệt này cũng có hiệu lực với thành phố Hamilton, Burlington, Oakville, Niagara Falls, Welland, St. Catharines và Grimsby. Cảnh báo về lượng mưa có hiệu lực đối với vùng Durham bao gồm Oshawa, Whitby, Pickering và Ajax. Các đợt mưa sẽ tiếp tục diễn ra và có lúc nặng hạt cho đến thứ Bảy. Mưa lớn có thể gây lũ quét và động nước trên đường. Người dân được khuyến cáo nên giữ cho trẻ em và vật nuôi tránh xa các con lạch và bờ sông. Chỉ vừa mới cuối tuần trước, phần lớn tỉnh bang Ontario đã trải qua nhiệt độ lạnh thấu xương từ âm um 20 độ C trở xuống với gió lạnh. Nhưng trong ngày 30 tháng 12 thì nhiệt độ ôn hòa gần như là phá kỷ lục ở nhiều nơi trong tỉnh, như là thành phố Hamilton đã chứng kiến nhiệt độ tăng lên 11 độ C, còn thành phố Mississauga đã đạt mức cao nhất là 13 độ C, ấm hơn nhiều so với mức trung bình 0 độ C vào thời điểm này trong năm. Thành phố Mississauga chưa từng thấy thời tiết ấm áp như thế này vào ngày 30 tháng 12 trong 138 năm. Xin quý vị hãy lưu ý, một văn bản lừa đảo mới nhất được lan truyền ở thành phố Mississauga, hiện đang nhắm mục tiêu đến những người gần đây đã truy cập bưu điện Canada. Nội dung văn bản lừa đảo mới cho hay, gói hàng được vận chuyển gần đây đã bị chậm trễ và khuyến khích người nhận click vào liên kết được đính kèm trong tin nhắn. Các loại tin nhắn lừa đảo này được các chuyên gia an ninh mạng gọi là lừa đảo smishing. Theo các chuyên gia thì bất kỳ ai nhận được tin nhắn như vậy thì không nên quan tâm đến ngay cả khi một tin nhắn trả lời cũng có thể báo hiệu cho những kẻ lừa đảo rằng số di động đó đang hoạt động và mở đường cho các tin nhắn kế tiếp. Canada hiện đang cần những người nhập cư lành nghề để giúp xây dựng nguồn cung nhà ở. Bộ trưởng Nhà ở Liên bang cho biết, những người nhập cư có tay nghề cao là cần thiết để tăng nguồn cung nhà ở Canada khi làn sóng nghỉ hưu đang đến gần với ngành xây dựng của quốc gia. Bộ trưởng Ahmed Hussen cho biết đây là một trong những lý do khiến Ottawa quyết định tăng các mục tiêu nhập cư vào đầu năm nay. Ông nói, chúng tôi biết có hơn một triệu việc làm ở Canada vẫn chưa được lấp đầy. Vì vậy, chúng tôi cần những người nhập cư, những người nhập cư có tay nghề cao đến và giúp chúng tôi lấp đầy những công việc còn thiếu đó và giúp chúng tôi phát triển nền kinh tế của mình, giúp chúng tôi trong lĩnh vực xây dựng. Đến năm 2025, chính phủ liên bang muốn có 500.000 người đến Canada mỗi năm. Bộ trưởng nhập cư Sean Fraser tiết lộ vào ngày 1 tháng 11, kế hoạch mới của Ottawa dự kiến một làn sóng người nhập cư sẽ chứng kiến 465.000 người đến vào năm 2023, tăng lên 500.000 người vào năm 2025, ưu tiên đưa vào nước những người dựa trên kỹ năng làm việc hoặc là kinh nghiệm. Một cuộc thăm dò được tiến hành ngay sau đó cho thấy đại đa số người Canada lo lắng về kế hoạch tăng mức nhập cư của chính phủ Đảng Tự do sẽ ảnh hưởng đến nhà ở và các dịch vụ của chính phủ như thế nào. 75% số người được hỏi đồng ý rằng họ rất hoặc là phần nào lo ngại kế hoạch sẽ dẫn đến nhu cầu quá mức về nhà ở cũng như là các dịch vụ y tế và xã hội. Canada đã bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu nhà ở trong nhiều năm và nhu cầu về nhà tăng cao dẫn đến giá bất động sản leo thang. Thị trường nhà ở nóng bỏng bắt đầu hạ nhiệt vào năm 2022 khi ngân hàng Canada tăng lãi suất cho vay cơ bản để giảm lạm phát. Các công nhân xây dựng đã chạy đua để xây càng nhiều nhà càng tốt để đáp ứng nhu cầu. Thủ tướng Justin Trudeau thậm chí đã cam kết vào mùa hè sẽ chi 2 tỷ đô la để tạo ra nhiều nhà ở giá rẻ hơn trên khắp Canada. Ngân sách liên bang của đảng Tự do dành 10,1 tỷ đô la chi tiêu trong 5 năm cho nhà ở. Và với hơn 1 trên 5 công nhân xây dựng của Canada sẽ nghỉ hưu trong thập kỷ tới, Bộ trưởng Hassan cho biết việc hòa nhập những người nhập cư lành nghề vào thị trường lao động sẽ là điều cần thiết trong những năm tới. Tỉnh Quebec đình chỉ các chương trình nhập cư doanh nhân và tự kinh doanh cho những người không nói tiếng Pháp. Một số doanh nhân đang hy vọng nhập cư vào tỉnh bằng chương trình doanh nhân Quebec QEP và chương trình tự do kinh doanh QSP sẽ phải thay đổi kế hoạch của họ Kể từ ngày 28 tháng 12, các chương trình này không còn dành cho những người nhập cư nói tiếng Anh. Các chuyên gia nhập cư cho rằng quyết định này sẽ chỉ gây tổn hại cho tỉnh Quebec. Thủ hiến François Legault từng nói rõ trong bài phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 43 của Quốc hội rằng, ngăn chặn sự suy giảm của tiếng Pháp trong tỉnh là một trong những ưu tiên hàng đầu của ông. Theo Thủ hiến Legault, nhập cư Pháp ngữ sẽ rất quan trọng để đạt được mục tiêu đó. Thủ hiến của tỉnh British Columbia lên kế hoạch lớn cho năm mới. Khi năm 2022 sắp kết thúc, thủ hiến David Abbey của BC hứa sẽ giúp đỡ về các chủ đề lớn bao gồm nhà ở và chăm sóc sức khỏe. Một trong những lời hứa của ông bao gồm việc giúp giữ giá cho thuê không tăng vọt trong năm mới. Điều này bao gồm kế hoạch hạn chế khả năng mua các tòa nhà cho thuê của các tập đoàn để họ không thể tăng giá. Ông Abbey cho biết một phần của kế hoạch là hợp tác với khu vực phi lợi nhuận để giúp mua các tòa nhà có khả năng được phát triển trong tương lai. Kế hoạch này sẽ bảo vệ duy trì nguồn cung nhà ở cho thuê giá rẻ và tạo ra khả năng phát triển, trong đó người thuê nhà được bảo vệ trong quá trình này. Ông cũng có kế hoạch điều chỉnh thị trường cho thuê Airbnb và cho thuê ngắn hạn và cho phép những người sở hữu phòng thứ cấp hay là tầng hầm tuân thủ quy tắc xây dựng sẽ được phép cho thuê. Ngoài ra thì ông FB có kế hoạch thực hiện các thay đổi đối với Downtown Eastside của Vancouver bằng cách thực hiện các bước để làm cho nó lành mạnh và an toàn. Thủ Hiến cũng cam kết xây dựng một mô hình hỗ trợ và điều trị sức khỏe tâm thần. Một năm sau khi thực hiện lệnh cấm túi mua sắm bằng nhựa sử dụng một lần, thành phố Vancouver sẽ yêu cầu các doanh nghiệp tính thêm phí đối với túi giấy và túi tái sử dụng. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1, Khách hàng sẽ bị tính phí tối thiểu là 25 cent cho một túi giấy và 2 đô la cho một túi tái sử dụng mới, tăng từ 15 cent và 1 đô la tương ứng. Quy định của Vancouver sẽ miễn lệ phí cho túi giấy và túi tái sử dụng cho các tổ chức từ thiện và phi lợi nhuận. Thành phố chạy các chương trình cung cấp túi miễn phí cho những người cần chúng. Vào tháng 12, lệnh cấm của liên bang đối với việc sản xuất và nhập khẩu một số loại nhựa sử dụng một lần, chẳng hạn như là túi mua sắm đã có hiệu lực. Canada sẽ cấm bán hoàn toàn các mặt hàng này vào tháng 12 năm 2023. Thành phố Kenora của tỉnh bang Ontario hứa hẹn sẽ giải quyết tình trạng gia tăng tội phạm trắng trợn ở trung tâm thành phố, đang làm rung động cộng đồng nhỏ Ontario ở phía đông Winnipeg. Kỳ nghỉ lễ vừa qua đã bị gián đoạn bởi một loạt bạo lực nhắm vào các doanh nghiệp trong thành phố, buộc hội đồng thành phố phải hợp khẩn cấp vào thứ Năm. Thị trưởng Andrew Poirier cho biết Cảnh sát tỉnh Ontario cam kết sẽ tăng cường tuần tra bằng xa hơi và đi bộ tuần tra. Ngoài ra, kế hoạch an toàn của thành phố cũng được cam kết cập nhật, bao gồm xây dựng nhiều nhà ở giá cả phải chăng hơn và bảo đảm có nhiều hỗ trợ hơn cho những người nghiện ngập, lo lắng về sức khỏe tâm thần và vô gia cư. Mối lo ngại về an toàn sẽ không được giải quyết trong một sớm một chiều, nhưng thị trưởng hy vọng quá trình này sẽ giúp dẫn đến nhiều giải pháp hơn. Mạng lưới y tế Montreal sử dụng AI để giảm thời gian chờ đợi khoa cấp cứu. Trung tâm Bệnh viện The University de Montreal, một trong hai mạng lưới bệnh viện chính của thành phố, đang thử nghiệm một thuật toán trí tuệ nhân tạo, AI, nhằm giúp các nhà quản lý lập kế hoạch bố trí nhân sự cho phòng cấp cứu và đẩy nhanh việc tiếp nhận bệnh nhân. Hệ thống AI này sẽ sử dụng dữ liệu từ 20 năm qua để dự đoán khi nào các phòng cấp cứu sẽ đặc biệt bận rộn, cho phép mạng lưới này tăng mức nhân viên vào những ngày nhất định và lên lịch phẫu thuật tự chọn khi dự kiến có ít bệnh nhân hơn. Một yếu tố khác của hệ thống đang được phát triển bởi một nhóm nghiên cứu nội bộ sẽ xem xét các yếu tố như là tuổi và các triệu chứng của bệnh nhân để xác định khả năng họ phải nhập viện, cho phép bác sĩ yêu cầu dường bệnh cho bệnh nhân trước mọi quy định. Hệ thống sẽ chính thức ra mắt trong năm tới và một số yếu tố có thể được triển khai trong 6 tháng. Thưa quý vị, theo quý vị thì accent, tức là giọng nói của quốc gia nào được xếp hạng là một trong những giọng nói hay nhất thế giới? Trong một cuộc khảo sát được thực hiện bởi một trang web dạy kèm trực tuyến nổi tiếng có tên là Preply, họ đã hỏi cư dân Hoa Kỳ rằng họ thấy giọng nói accent nào quyến rũ nhất, thông minh nhất và đáng tin cậy nhất cho đến nơi nào ít hấp dẫn nhất và khó chịu nhất, theo blog .to. Khoảng 2.000 người tham gia đã xếp hạng Canada trong top 5 về giọng hay nhất giọng thông minh nhất và đáng tin cậy nhất. Canada là nơi đáng tin cậy thứ hai trên thế giới, trong đó cứ 5 người Mỹ thì có một người nói rằng họ tin tưởng ai đó hơn vì cách họ phát âm, trong trường hợp này là người Canada. Đối với giọng nói quốc gia nào quyến rũ nhất? Ngạc nhiên thay, Canada xếp hạng cao ở vị trí thứ 4, nơi mà người Mỹ cho rằng người Canada nghe quyến rũ hơn là người Ý, nhưng không sexy bằng người Pháp và người Úc. Nhưng vương miệng cho giọng nói accent quyến rũ nhất thuộc về Vương quốc Anh, nơi cảnh nam và nữ tham gia đều thấy người Anh có âm thanh hấp dẫn nhất thế giới. Vậy là người Canada của chúng ta cũng có thêm một điểm để tự hào trong năm mới, phải không các bạn? Không chỉ giành được một lượng lớn người hâm mộ khi trở lại World Cup lần đầu tiên sau 36 năm, đội tuyển bóng đá Nam Canada còn được bình chọn là đội tuyển của năm, theo báo The Canadian Press. Đây là lần thứ hai liên tiếp một đội bóng giành được giải thưởng này. Trước đó thì đội nữ Canada đã giành chiến thắng vào năm 2021 sau thành tích giành huy chương vàng Olympic tại Tokyo. Huấn luyện viên Nam Canada, ông John Herman chia sẻ rằng đây là một vinh dự to lớn đối với đội bóng mà ông dẫn dắt. Ông Herman cũng là huấn luyện viên của đội tuyển nữ Canada mà đã giành được giải thưởng này sau khi giành huy chương đồng tại Thế vận hội London. Ông Hermin đã tiếp quản đội tuyển Nam vào tháng 1 năm 2018, khi đội tuyển này đang xếp thứ 94 trên thế giới. Và mặc dù các cầu thủ Canada không giành được chiến thắng đầu tiên tại World Cup, họ đã thu hút được người hâm mộ nhờ lối chơi của mình. Giờ đây thì huấn luyện viên Hermin đang hướng tới World Cup 2026, giải đấu mà Canada sẽ đồng đăng cai với Mỹ và Mexico. Thưa quý vị, một trong những vấn đề người Canada đang quan tâm đó là chúng ta nên để lại tiền tip bao nhiêu khi ở nhà hàng. Khi đề cập đến hình thức cho tiền tip, một cuộc khảo sát mới cho thấy người Canada không đồng ý lắm về việc nên tip ở đâu và tip bao nhiêu tiền. Cuộc thăm dò do Research Co thực hiện cho thấy 37% người Canada sẽ tip từ 15 đến 19% nếu họ nhận được dịch vụ đặc biệt tại một nhà hàng không đông khách, nhưng tại một nhà hàng đông khách. 34% cho biết họ sẽ tip 20% hoặc cao hơn nếu họ nhận được dịch vụ đặc biệt. Con số đó tăng nhẹ lên 36% nếu nhà hàng đặc biệt bận rộn. Tương tự thì đối với dịch vụ tốt nhưng không đặc biệt, có 34 đến 41% số người được hỏi cho biết họ sẽ tip từ 15 đến 19%, tùy thuộc vào mức độ bận rộn của nhà hàng, nhưng chỉ 19 đến 25% cho biết họ sẽ tip 20% hoặc là cao hơn. Đối với dịch vụ trung bình thì 41% cho biết họ sẽ tip từ 10 đến 14%, trong khi 28% cho biết họ sẽ tip từ 15 đến 19%. Khi nói đến dịch vụ dưới mức trung bình thì 36% cho biết họ sẽ tip 10 đến 14%, nếu dịch vụ rõ ràng đang hoạt động trong một môi trường thiếu nhân lực. 9% sẽ không để lại tiền tip và 21% sẽ tip ít hơn 10%, trong khi 28% vẫn tip từ 15 đến 19%. Tuy nhiên đối với dịch vụ kém khi dịch vụ không bận rộn, đa số cho biết họ sẽ để lại tiền tip dưới 10%. Hầu hết người Canada sẽ không tip khi mua đồ mang đi. Hơn một nửa số người Canada, 54% cho biết họ không tip khi mua đồ ăn mang đi, trong khi 20% cho biết họ tip ít hơn 10%. Khoảng 48 đến 53% cũng cho biết họ không bao giờ để lại tiền tip tại các nhà hàng kiểu quán ăn tự phục vụ và nhà hàng bán đồ ăn mang đi. Nhưng hơn một nửa, 57% cho biết họ thỉnh thoảng cho tiền tip tại các quán cà phê. Đối với các đơn hàng giao đồ ăn thì 40% cho biết họ sẽ tip từ 10 đến 14%, trong khi 29% cho biết họ sẽ boa từ 1 đến 9%. Một số nhà hàng trên khắp Canada đã chọn loại bỏ tiền tip và thay vào đó trả lương cao hơn cho nhân viên của họ. Cuộc khảo sát cho thấy hầu hết người Canada có thể ủng hộ mô hình này. 59% phần nào hoặc là hoàn toàn đồng ý với tuyên bố này. Các bạn nghĩ sao về mô hình tiền tip? Xin cho chúng tôi biết ý kiến của quý vị nhé! Vừa rồi là những tin tức Canada đáng chú ý. Nối tiếp chương trình là những thông tin quốc tế. Mời quý vị tiếp tục theo dõi cùng với Hoàng Anh.